คำควันเมืองอย่าเศร้าด้วยบ้านเอ่ยเจ็ดล้านเขาเมืองบางสังสรรด้วยบ้านเอ่ยเล่นดันเกเจเดียวแล้วมันด้วยบ้านเขึ้นแหละ
cho một tràng pháo tay thật nồng nhiệt nữa được không ạ? Vâng, xin trân trọng cảm ơn. Tiếp nối chương trình là tiết mục Hòa Tấu Tính Tẩu do Lò Văn Núi và Điêu Thị Ngọ trình bày. Thank you.
Chi hội người cao tuổi bản Nà Cang. Xin quý vị cho một tràng pháo tay thật nồng nhiệt cho các cụ bản Nà Cang. Xin trân trọng cảm ơn rất nhiều. Thank you.
ไปหลอน
và trắng đi miền tình các tình phèn phà đình mừng tình lại hò lò tình lại hò à sử dụng trong hát then và trở thành hồn cốt trong đời sống vật chất tinh thần của đồng bào dân tộc Thái. Sau đây xin trân trọng kính mời quý vị đại biểu cùng toàn thể bà con sẽ hướng lên sân khấu cùng thưởng thức tiết mục độc tấu đàn tính do Thùng Văn Hiện, Hội Người Cao Tuổi Nà Cang biểu diễn. Thank you.
con chớ ba quân đà kém quân ninh chí tố tê na sổ phép đa chủ tinh phủ tờ bàn đà mương hấu con đền ơ con chớ ba phụ quân ninh chí tố na chí sổ phép ba tinh ba cùng ngàn chính quyến chỉ gồ con đền ơ đà ninh ngơi xài có ninh ơ ăn ba chí số phép tính tổ mặt chân phủ lão con hàn con nên ơ tên nhưng nơ số phép tính ba đã cùng hàn tên ba bàn phủ lão con nên ơ số phép tính tổ mặt chân tính kiểu chiến đình con nơ tên nhưng nơ bàn đà đéo nơ pi nó với chủng ngũ đại con hao
ำมันสายเนี่ยเรือเมืองเวียดเย็นน้ำแล้วได้เนอทุนเดียวนี่นะจังก่อยมันมีหลายบ่เข้าเรเนอทุนน้อยเท่านะมันมีหลายบ่ของเรเนอมันมีบ่ของตู้ห้องเรเนอพี่น้องตุ่มหมูจ้าเหนือเฮาเนอเฮาป้าตงเฮือมาเฮือมาได้มาเรเนอมันได้เงินเข็นมาหังในนื้อดาวเอ้ยพี่น้องจุ่มหมูรายก้มเฮาเอ้ยTiếp nối chương trình là tiết mục múa nón biểu diễn do chi hội phụ nữ bản Nà Xị. Xin quý vị cho một tràng pháo tay thật nồng nhiệt cho chị em phụ nữ bản Nà Xị ạ. Xin trân trọng cảm ơn rất nhiều. Thank you.
sau đây ban tổ chức xin trân trọng kính mời quý vị đại biểu cùng toàn thể các đội văn nghệ chúng ta sẽ cùng lên sân khấu và cùng nhau nhảy sạp với đội văn nghệ của bản phó. Vâng, xin trân trọng kính mời quý vị đại biểu cùng toàn thể các đội văn nghệ và bà con nhân dân chúng ta sẽ lên sân khấu cùng múa sạp với bà con bản phó. Xin trân trọng kính mời ạ. Vâng, một lần nữa ban tổ chức xin trân trọng kính mời quý vị đại biểu cùng toàn thể các đội văn nghệ của các bản chúng ta sẽ lên sân khấu cùng giao lưu múa sạp với đội văn nghệ của bản bản đó. Xin trân trọng kính mời các đồng chí và xin mời tất cả chị em đội văn nghệ của các bản ạ. Thay mặt cho ban tổ chức, xin được kính chúc sức khỏe quý vị đại biểu, quý vị khách quý, quý toàn thể và con nhân dân.